ơi. À, bốn đang cầm cái điện thoại quay đó, phát hỏi con nhìn chú đẹp trai quá à. Rồi cảm ơn phát nha, phát cũng đẹp trai quá à, phát đẹp trai đúng không? Trời ơi con nghe không cả nhà, đẹp cao mà đỉnh cao, đẹp đẹp trai đỉnh cao luôn. Trời ơi. Mẹ cảm ơn con nha. Bốn xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Hôm nay bốn có việc đi ngang qua nhà của bé Phát có mọi người, nên sẵn đây bốn vô thăm bé Phát luôn nha. À, mời cả nhà cùng với bốn đi vào trong để thăm gia đình nhé. Đây cả nhà ơi, anh Phong làm nghề cắt tóc đó cả nhà, nên ngay chỗ phía trước bên hông đây là có chỗ để cắt tóc này đó. Nhà được có cái xe này thôi, bên hông đây là có chỗ cắt tóc này. Anh Phong, chị Hương ơi, em chào chị. Dạ nãy em có gọi điện chị á. À, em gắn cái mic nói chuyện chị xíu ha. À, mấy bữa nay khỏe không chị? Dạ khỏe. Vậy hả? Dạ. À, cho em vô trong thăm bé Phát một xíu ha. Dạ. À, em chào anh Phong nha. Dạ. Chú chào Phát nha. Chào chú đi con. Chào chú đi. Chào đi. Xin chào Phát ha. Con chào chú ạ. Con chào chú à. Phát này thấy da đồ thấy đỡ hơn nhiều phải không chị? Dạ, mới đi tái Dạ. khám dễ đỡ hơn nhiều. Ủa là bé mới đi tái khám hả chị? Dạ. Tái khám ở đâu? Ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Là lên Sài Gòn á hả? Dạ. À, là lên đó khi nào? Em lên hồi bữa thứ sáu, Thứ hai tuần này thứ hả? hai. Dạ, thứ hai. À, là mình về lâu chưa? Dạ, cũng về được mấy bữa nay. Dạ, bé Phát nè. Phát này khỏe không? Cho ông bà coi da của Phát thử. Da thấy nục hơn rồi mà đều hơi đen. Dạ. Hơi đen nhưng mà đây là do đỏ, đỏ xong rồi nó Đỏ. chuyển qua đen á chị. Dạ. Đó. Giờ nó còn Ồ, đỏ lại. hồi trước mà trước khi bị á là da của bé nó có trắng không? Dạ không. Nó Cũng cũng bình thường hả? dạ, bình thường. Cũng cũng không phải là trắng lắm. Dạ. Mà giờ thì đen luôn cả nhà. Dạ. Không trắng lắm nhưng mà cũng bình thường, nhưng mà bây giờ là đen luôn. Bé Phát rất là đẹp trai á cả nhà. À, anh Phong lâu nay khỏe không anh? Dạ khỏe ha. Vậy hả? Mấy bữa nay là anh cắt tóc đồ được không? Dạ cũng ít hả. Lai rai ha. Dạ Dạ. thì mình nghỉ cũng lâu á, rồi bây giờ làm lại cũng ít khách. Dạ. Mà anh cho em hỏi là mấy bữa nay mình lên trên tái khám rồi, bác sĩ có nói gì về cái bệnh tình của bé không anh? Hôm bữa lên tái khám thì bác sĩ cũng như hẹn lại là cuối tháng này lên tái khám nữa, chứ cái bữa đó cũng không có chụp hình gì lại, rồi bác sĩ đưa thuốc thêm uống. À, có nghĩa là tái khám xong rồi họ đưa thuốc để uống tiếp, điều trị tiếp thôi chứ Dạ không có làm cái gì hết đúng không? dạ Rồi cuối tháng này đi nữa. dạ À, vậy vậy dạ là khoảng 20 ngày là đi 1 lần ha. dạ khoảng 20 hai mấy ngày. Hai mấy ngày dạ đi 1 lần, cứ hai dạ mấy ngày đi 1 lần ha. dạ Rồi nợ nợ tiền xe cộ lên cũng gì quá. dạ Nhưng mà anh chị đồ đưa bé Phát đi á là bằng xe khách bình thường hay là phải xe cấp cứu, xe cứu xe thương? không, mình thuê chiếc xe ở ngoài đi á. À, chứ không có đi xe khách được hả? Dạ không, À, vì gì bé Phát lên gặp bé Phát phải nằm mới à dạ, khó lắm, à đi đúng bé di Phát khác chuyển nó khó. ha. Bé Phát nhìn mẹ nói gì vậy con? À, con nhìn mẹ nói gì vậy? À. Phát ơi. Chú kêu con hả? Anh Chú cười kêu cười. con. Ê Phát à, con Dạ khỏe không? Lâu nay con khỏe không? À, cho anh cười. dạ Có mình nói là có đôi thư đôi lúc là bé vẫn biết mà đúng không chị? Có có cái cũng biết mà đúng không? dạ cái Đó. gì biết, như cha mẹ thì Bên gái mình
mình nói nó thì nó biết mình chỉ thôi, chứ mình hỏi nó thì nó không có nói. À, vậy là cũng như là mấy đứa nhỏ mà 2-3 tuổi ha. Có cái thì hiểu, có cái gì không, có cái nghe, có cái gì không. Cái là tập cho nó đi á, nó đi không được. Đứng lên Dạ. là Nó nó đau, đào nó đóng đau. đào vậy đào hả? Dạ, giờ nó da nó sừng lại, nó đỏ lại. Cái sừng hôm qua là cái đầu nó sừng, nó Dạ. Dạ. Nói cái gì ta? cái trò chơi nhân gian chính trị lành mạnh, là cái trò chơi thứ gì đặc biệt hàng đêm biết các bạn gì sẽ được giao lưu bạn Cả nhà ơi, cái bệnh của bé Phát này á, là đầu tiên là bé bị u não đúng không chị? Dạ đúng rồi. Xong sau đó là nó biến chứng qua cái da như thế này, Dạ. thì nó cái hiện tượng, cái biểu hiện của bên da là nó y như là vẩy nến vậy. Dạ. Nhưng mà cái bệnh này không phải là bệnh vẩy nến, Dạ đúng rồi. nên là tại vì hôm bữa trước á, em đăng tải cái video mà có nói chuyện với anh chị đó, Dạ. thì ông bà cô bác có thấy bé Phát là giống, rất là giống vẩy nến, nên là có rất nhiều ông bà cô chú thương bé Phát và chỉ thuốc, chỉ lá đồ, hoặc là chỉ thầy đồ các đó để có thể là điều trị cho bé. Nhưng mà đây không phải là vậy nến, nên là đã không phải cái bệnh đó thì những cái bài thuốc đó nó không có đúng, Dạ đúng. thì không có thể trị được. Dạ. Nhưng mà cái bệnh chính của bé là không phải về da mà là về u não. Dạ. Ví dụ như bây giờ mà bé mà trị hết cái bệnh về não mà cái da nó như thế này thì cũng cũng rất là mừng, phải không vậy? Dạ. Chứ mình không 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 phải là cái da là cái vấn đề chính Dạ. đó. Thì hồi trước đó là da bé là nó đen mà nó nứt nẻ rồi chảy máu đồ này nọ ghê lắm, là thương lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi á chị ha. Dạ. Đó thì nên là nếu như mà vẩy nến mà điều trị một cách không không có thuốc đồ như thế này á là nó không có hết được đâu. Dạ. Nhưng mà như vậy là đỡ lắm rồi. Đó. Nên là hôm nay bố có chuyến đi qua đây thăm gia đình, thì bố cũng quay lại một chút cho cả nhà cùng xem cái tình hình hiện tại của bé Phát như thế nào, và cũng nói luôn cho cả nhà cũng biết á, là cái bệnh này không phải bệnh vẩy nến, nên là quý ông bà cô bác cũng 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 có thể là biết được và ấy ha. Như, tại vì có rất nhiều người liên hệ với em, nhưng mà nếu mà liên hệ với em mà em không trả lời, không không ấy thì lại là thất lễ quá đó, thiếu lịch sự quá, nên là em vẫn trả lời. Nhưng mà hôm nay là em đưa cái video này lên là mong ông bà cô bác có thể hiểu được là vì sao á, là vẫn không có liên hệ với các thầy thuốc mà họ chỉ đó để có thể trị cho bé đó. Thì như có một số cô chú anh chị á, là biết được á, là thầy Hải Ngứa á, là thầy là trị về chuyên về về da, đặc biệt là vẩy nến. Nhưng mà em là người mà đã từng liên hệ với thầy để điều trị các một hai hoàn cảnh rồi, nhưng mà em cũng có số của thầy, nhưng mà cái bệnh này không phải vẩy nến nên là em không có liên lạc, em không có hỏi thầy đó, chứ không phải là không biết. Hôm bữa anh lên á, trên Di Đồng 2 có gặp chị Trang không? Dạ không. Chị Trang là người mà có lẽ là cô chú anh chị là ở trên kênh cũng có thể biết được chị Trang rồi đúng không? Chị Trang mà nhận bé Yến làm con nuôi, hôm nay là bé Tiên Tiên đó cả nhà. Đó thì chị Trang nói là để chị Trang sắp xếp có dịp nào xuống thăm bé, Dạ, em cũng hết thăm để cho biết nhà biết cửa luôn tiền. Dạ. đó, thăm bé Phát. Em trai của Phát đi đâu rồi chị? Lộc đi Dạ, đâu rồi? bé Lộc nó về ngoại rồi, tại mấy bữa nay bé Phát nó đỏ da lại, nó ngứa quá rồi. Ngứa hả? Dạ, nó ngứa, nó gãi hoài, nó chốc da lại nữa, anh thử da đưa em, nó về ngoại. Cái bữa đi tái khám, không ai trông, Dạ đúng rồi. gãi vào ngoại tí. Là bây giờ nó bắt đầu ngứa lại hả chị? Dạ, ngứa. Ở bên phía sau lưng là phía bên nhà, bên hông của nhà anh chị ấy, là có một cái nhà mà họ làm đá rồi nha, họ cưa nên là nó khá là ồn, nên là cả nhà thông cảm ha. Vẫn gãi luôn.
Nay là mình trước giờ mình vẫn đang dùng thuốc tây thôi chứ chưa có sử dụng thuốc thuốc nam đúng không? Dạ. Chưa có thuốc gì chưa anh chị? Có thuốc thuốc bắc á. Thuốc bắc hả? Thuốc bắc chị cái khối u của nó. Tại vì cũng có bà chị đi đi qua bên Sa Đéc á, gặp dạ. ông thầy mà chuyên trị về u não á, giống như mình phẫu thuật rồi đó. Dạ. Thì mình chỉ cầu mai thuốc chủ coi, nếu như bé nó hạp á thì nó tan biến hết cái khối u của nó. Dạ, thì nói chung là cái căn bệnh này mình nếu mà mình có tiền á là mình sẽ đi xạ trị, dạ. hóa trị rồi này nọ. Nhưng mà bây giờ mình không có thì bắt đầu là mình phải đi theo thuốc nam thuốc bắc thôi. Dạ. Thuốc nam thuốc bắc mà nếu mà nó hợp thuốc á thì nó sẽ hết. Dạ. Hoặc là nó sẽ kìm hãm lại cũng được nữa. Dạ. Để cho bé nó bớt lại một chút đỡ cho nó có sống được thêm với dạ. gia đình thêm. Dạ. Dạ. Đừng giải nữa không? Bây giờ cứ anh chị cứ thay phiên nhau là canh chừng bé như thế này thôi hả? Dạ, tại vì giờ bé nó mà mỗi khi mà nó đỏ hết toàn cơ thể nó là nó ngứa dữ lắm. Mà nó gãi ra dạ. tóc chảy máu dạ, ha. Dạ. Nó giải là da máu hoài, thành thử ra kiềm nó lại phải giữ. Ừ. Em nó thì tạm thời gửi với ngoại. Mà ví dụ như ngứa chỗ nào nó định gãi chỗ nào mình lấy tay á. Dạ. Mình dùng này mình hơi chà chà cho nó đỡ ngứa một chút. Dạ. Chứ nếu mà mình nói chứ cả nhà, đang ngứa mà tự nhiên đang muốn gãi tự nhiên không cho gãi bực lắm. Nó bực nó la lắm. Dạ. Đã thấy không? Đúng rồi đó cha. À là cha đang gãi chỗ đấy, nó nói đúng rồi chứ không phải nghe chú nói xong rồi nói đúng rồi đó. Đúng rồi đó cha. Nó vậy đó, nó đúng rồi. Nó đã ngứa. Dạ. Đúng rồi đó cha. Nhìn nhìn nó thương cả nhà. Đỏ này chú ơi. Dạ. Nó chóc ra. Có bữa nó chóc. Ở đây là nó đỏ nó tróc ra. Dạ nó chóc. Hôm bữa hả? Xích xuống. Dạ xích xuống. Hai bữa trước là nó chóc ra miếng về luôn rồi ở đây. Vậy hả? Dạ. Ừ. Rồi sức cái nó lặng, cái nó từ từ cái nó hết. Mà giờ chỉ có nó đỏ cái hộp. Không biết là có thiệt hay giỡn nè, nhưng mà anh cứ chỉ qua chỉ lại này. Giỡn với cha nó đó. Bên đây. Cười. Chào chú kìa. Chào cười. Chú đây. Ok với chú đi con. Dạ chú kìa. Chào ông bà đi. Con chào ông bà đi. Con chào ông bà đi. Con chào ông bà, cô bác đi. Anh chị ạ, anh Tì, cái video hôm bữa trước á, dạ. là em đăng tải lên là có rất nhiều ông bà là xem được cái video này, nhưng mà không hiểu lý do vì sao. Dạ. Không có ai là ủng hộ gia đình mình hết. Dạ. Thì thật sự là em cũng rất là thương bé, nhưng mà như chị cũng biết đó, bọn em đi làm YouTube đây thì cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu. Yeah. Còn quỹ á, thì mỗi cái hoàn cảnh em trích ra mỗi ít rưỡi tặng vậy đó. Yeah. Nên là cũng không có thể giúp gì được bé, nên thật ra là em cũng rất là buồn. Yeah. Tại vì mỗi hoàn cảnh mà mình đi gặp, mình tiếp xúc từng hoàn cảnh một, mình thấy rất là thương. Yeah. Tại vì mình là người trực tiếp tới như vậy, mình thấy tận mắt mình như vậy, mình rất là thương. Dạ. Nhưng mà giờ mình không giúp được, mình cũng đâu biết làm sao đâu. Dạ. Tại mỗi cái hoàn cảnh hàng ngày em đi gặp không biết bao nhiêu hoàn cảnh. Không thể mà trích tiền cá nhân ra mà giúp được. Dạ. Thì ví dụ như lâu lâu em trích một ít ra mua bánh kẹo cho mấy bé thì được. Chứ còn nếu mà giúp thì cũng đâu giúp được bao nhiêu đâu. Dạ. Hiện tại thì em cũng đang sử dụng tiền tiết kiệm của em từ trước tới giờ. Dạ. Em cũng mới đi làm toàn thời gian cái YouTube này. YouTube thì nó cũng chưa nuôi được bản thân em cũng đang sử dụng tiền tiết kiệm từ hồi xưa tới giờ em để dành. Ừ. Đó nên là cũng ráng tiết kiệm thêm một chút nữa để có thể mà cố gắng duy trì trên cái con đường thiện nguyện này. Mong là sau 1-2 tháng nữa thì YouTube nó có thể nuôi được bản thân là mừng lắm rồi. Yeah. Năm nay cũng 30 mấy tuổi rồi mà lại bỏ nghề đi làm đây. Dạ. Yeah. Xin chào Phát nha. Chào chú. Con khỏe nha. Không? Ừ. Nhưng hôm nay em thấy bé mặc dù bề da bị vậy nhưng mà thấy có vẻ tỉnh táo hơn hôm bữa trước em. Dạ. Tới à. Dạ, nó tỉnh hơn nhưng mà nó còn yếu.
Dạ. Mặt nó sáng rồi. Vì giờ nó còn cái da với cái giò với cái tay là nó yếu thôi. Dạ. Cái giò nó thì nó bị teo. Có rồi. Khi nào là do mình nằm miết nó yếu không chị? Dạ. Nó hoặc lâu. Nó nằm lâu. Nhưng mà ví dụ quá. Như một người giữ bé nè, cứ lâu lâu cứ dạ. cầm chân bé nó y như là gọi là vật lý trị liệu á. Dạ. Dạ. Tập hoài ban ngày ban đêm rồi em cũng làm. Dạ, để cho bé nó có hoạt động máu huyết nó lưu thông nó đỡ hơn. Mình chỉ mong cho bé nó mau khỏe mạnh mà nó đi lại được. Dạ, bây giờ mà chỉ cần nó đi đồ lại dạ. được nó khỏe được là vui lắm rồi. Ham học lắm, có người nằm xuống là học về tính số đồ. 10, 20, 30, 40 rồi tự tính lên. À cứ nằm là tính miết vậy đó dạ, hả? Dạ nằm tính miết, giờ mấy tấm cái khen là nhớ lại chuyện học rồi ca rồi hát. Ừ. Mấy bữa ba ngày nay bé nó đi tái khám về cái nó bị mà đi phân á, nó bị ra máu á. Đi ra máu dạ, luôn hả chị? Rồi cái điện cho bác sĩ trên Sài Gòn á. Dạ. Thì hỏi thì bác nói là theo dõi bé trong vòng 3 ngày mà bé nó đi liên tục ra máu hoài á thì trở lên bệnh viện Di Đồng 2. Nhưng mà bé nó đi hai ngày đều ra máu hết. Rồi ngày thứ ba nó đỡ, nó bớt. Ừ. Là bây giờ là hết rồi. Dạ giờ hết rồi. Dạ nguy hiểm quá ha. Dạ. Đây mọi người, bé Phát muốn coi nè, muốn biết coi gì nè. Đây, con thấy con không? Đây, ai đây? Con ha. Chú rồi. Hả? Thấy ai? Con thấy chú hả? Con thấy rồi chú ơi. Con thấy rồi chú ơi. À, đang quay ảnh, anh kêu đó là à, chú ơi, cho con xem với. Là xem ảnh á. À, quay lên rồi là con thấy rồi chú ơi. Cười nữa chứ, hai ba cười đây, cười chú cháu mình chụp hình nè. Hai cười. Anh nhìn. Sống. Rất là thương cả nhà. À, được chưa? Được chưa? Ok chưa? Ok rồi ha. Chú coi cho chú. Cho con coi với hả? Quay cho con coi với hả? Bé nó cũng khoái quay ha chị ha. Dạ mấy bữa cũng về đó cũng nó sao mà chụp hình lén nó vậy, tại vì à. Chụp cũng mà chuẩn cái da nó này kia nọ ờ à, sao chụp hình lén hả? Ừ. Trời đất chụp cũng gửi lên trên bác sĩ cho ảnh cho bác sĩ biết đó, tình dạ. trạng của bé để bác sĩ theo dõi á. Dạ. Bữa đi cái khám về ban ngày chứ ngày đầu tiên à, nó nghĩ ra máu cho hết hồn luôn rồi cái điện hỏi bác thì dạ. nó chụp hình gửi cho bác con rồi bác nói bây giờ xin vé tàu sẵn đây với chuyển tiền rồi theo dõi bé trong vòng ba ngày mà bé đi cầu ba ngày liên tục mà ra máu thì chở bé lên trên Sài Gòn đó. Tại vì vợ dưới quê này tao cũng đông quá thì chụp cái bé này đông cái đít vậy ơi ngồi nó hơi tuột tuột anh đau cái đít mẹ ơi chú đẹp trai quá à. Anh cũng biết khen đồ này nọ dữ á nó bây giờ là uống sữa gì chị dạ bé uống sữa pin sữa à sữa hộp đấy hả dạ. À. Bé uống hai lọng sữa hạt. Delisure. Dạ. Cái hộp đó là bao nhiêu chị? Dạ 605 ngàn. Vậy có chỗ bán 650. Dữ vậy? Dạ. Bé nhưng mà phải bác sĩ chỉ định uống sữa đó hay là mình chọn cái sữa đó? Dạ hồi bé bị viêm da là bác sĩ nói là bé nó thiếu chất, mình thử ra là đổi sữa lại cho nó uống. À. Ở sữa là Kim mua sữa này cho nó uống nó bồi bổ lại. Dạ. Trước thì bé nó uống sữa hạt dành dạ, cho dạ. dành điều trị cái khối u của nó. À cho em xem cái loại đây thử. Cái này giống củ sữa hạt. Sữa hạt hả? Dạ. Đây lạ quá ha. Thì bỏ các bạn nha.
tại có nhiều trường hợp thấy mấy bé mà mổ ô ra uống sữa bò bắt qua đang thành phần bò thấy nó uống lạnh như nó không chịu sao thấy nó càng nó trở lại rồi mấy chị nằm trong phòng kế bên nó đừng cho bé uống sữa có bò trong chậm nó nguy hiểm hả? Dạ rồi mới xoay qua mấy chị chỉ là mua sữa hạt chứ cho nó uống là lúc trước là mỗi cái ôn ra là bé uống sữa này thôi. Cái này vậy là cái này là không phải là bác sĩ nói dạ. Mà là những cái người mà cũng có con bị khối u như vậy dạ. Là chia sẻ như vậy đó dạ. Sao mà bé bị da rồi nằm bên khoa não tổng hợp á là bác nói bé nó thiếu chất Mình thử ra là mua sữa Bensu cho bé uống dạ. Mà nó uống tới giờ như một hộp như vậy là uống trong vòng bao lâu chị? Dạ một tuần mấy hả? Chị, một tuần mấy hả? Dạ không, có khi một tuần 600 mấy dạ, nha. Có khi một tuần, có khi nhầm bữa mà nó ăn nhiều á thì có thể là 10 ngày hết hộp. Là bé có ăn thêm nữa hả? Ăn dạ, cơm thêm? Dạ, ăn cơm nữa. Thêm ăn là ăn nhiều không chị? Dạ, ăn uống chén hoài. Ăn chén hả? Dạ. Chú kìa, ngủ. Sao hồi nãy bác nói chú rồi sao? Chú ơi, chú ơi. Chú đi coi cái gì vậy chú? Bốn đang cầm cái điện thoại quay. Con nhìn bác hỏi, chú đẹp trai quá à. Con nhìn chú đẹp trai quá à. Được, cảm ơn bác nha. Bác cũng đẹp trai quá à. Đẹp trai đẹp. Bác đẹp trai đúng không? Trời ơi, con nghe không cả nhà? Đẹp cao mà đỉnh cao luôn. Đẹp đẹp trai đỉnh cao luôn. Mẹ đẹp gái quá vậy mẹ. Trời ơi. Mẹ cảm ơn con nghe. Sao mẹ đẹp gái quá vậy mẹ? Nói tới nó lui chỉ có mấy từ đó hả? Sao cha đẹp trai, mẹ đẹp gái. Rồi hỏi nó sao cha xấu quá, mẹ xấu quá. Ừ. Nó là cũng chọc ba rồi chọc mẹ rồi vậy hả? Trời ơi, thấy thương cả nhà. Nó nói mình cũng đâu có cản nó dạ. Được. Thì kệ cái sao đâu. Dạ. Có khi nó đau á. Vui mà. Nó giỡn mình nhưng mà nó đau thiệt. Nó nói nó đau. Đau là vẫn biết là dạ. Vẫn nói cho mình biết ha. Dạ. Có một cái là đi đúng tiểu đi phân rồi là nó không có biết kêu đâu. Ừ. Vậy đừng có gãy. Nhìn thương ra cả nhà. Trời vết mổ nó lành rồi mà không biết nó có lành ở trong kia. Nó ngứa quá à. Ngứa cái mình chảy chắc tối rồi phải kiềm hai cái tay nó lại vậy. Mình ngủ nằm kế gì đó mình phải kèm cái lợi không kèm mà nó gãy mình cứ nằm mình giữ miếng tay dạ. Nó vậy hả dạ. Để nó gãy chậm chỗ vết mổ mình vết mổ à phía sau đây là vết mổ ha dạ. Vết mổ phía sau nè cả nhà trời ơi nhìn thương cả nhà bên đây là cái ống đặt của nó cái ống lòng trong vẫn còn đặt ống trong đấy ha dạ đặt cái trên cái đầu dài xuống cái bụng là cái ống chị là cái ống để đó làm gì vậy chị? Ống ấy dịch đó, dịch não á. À, dịch não hả? Là cái ống đấy là nó chuyển đi vô ở trong bao tử rồi hay sao chị? Dạ. Cái lòn từ trên đầu lòn dài xuống cái bụng. Là vô ở bên trong luôn? Dạ bên trong. À. Bên trong. Là để cho trong cái bụng mình nó tự bài tiết ra luôn cả nhà. Chứ không phải là nó đi ra bên ngoài đây rồi là bụi bặm đồ vô nó nhiễm trùng nó chảy ra rồi dơ mà nhiễm trùng không được chú kỳ dòm chú đi con niệm phật đi con niệm phật là con hết ngứa à bé Phát biết niệm phật không nhi quạo mình nó nói bán gì mẹ này mẹ muốn chết hả trời ơi mẹ muốn chết hả người không nóng không chết nè ngứa quá mà cạn nó quậu quá cả nhà đồ quýnh vậy hả quýnh vậy mày muốn chết hả quýnh vậy mà con đừng có hết ngứa là khỏe hay con nóng rồi nha chắp tay lại mô phật đi con chắp tay mô phật đi
Mày chắp tay lại mô Phật cho chú Bốn coi kìa. Ừ. Chắp tay lại. Mẹ đừng có. Rồi rồi thôi 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 thôi. Đang ngứa mà. Không được. Chà ngứa chà lên nó. Hết chưa? À. Ngứa nó quậu lắm cả nhà. Mình cũng khó chịu chứ đâu cần chi phải nói đâu. Nên đang ngứa mà tự nhiên không được gãi là nó khó chịu lắm cả nhà chứ đâu phải. Mẹ đừng coi. Mẹ đừng coi. Đi về. Mẹ đi về. Mẹ đi ra hả? Dạ mẹ muốn sao? Nó không biết cái nấu cái gì làm cho mình đỡ lan rồi tự động khóc lên. Tự động khóc luôn hả? Ừ. Mỗi lần mà cản trở cái tay nó lại là con bực mẹ lắm rồi đó nghe. Ồ mẹ biết con mẹ lắm rồi đó nghe. Mẹ vú chặn con trai vậy nghe. Xin lỗi nha, xin lỗi Phát nha. Thôi nha con, đừng kích động nha. Thôi nha, đừng kích động nha con. Kích động nó nhức đầu. Kích động là nó nhức đầu cả nha. Đất ơi. Nóng dữ chứ đâu phải giỡn đâu. Ừ. Không có, không có bệnh nào đi học về thì hiện lắm. Không có chơi gì với ai chứ. Dạ. Ngồi chơi, có khi cầm mẹ cho con coi điện thoại chừng chút xíu. Nó cho nó coi điện thoại chút xíu là nó tự động nó thôi con nghỉ coi rồi con lấy bài con học của con viết mà tự làm thôi. Dạ. Hồi trước em nó sinh ra là nó cũng cũng vẫn bình thường mà đúng không? Dạ nó bình thường. À, nó cũng biết, nó cũng ôm em, nó thương em không? Thương em đó. Vậy hả? Lúc mà mới có bầu đó mà chuẩn bị đẻ em đó rồi mà vừa về nhà đó nó nằm cử đó. Chưa được 10 ngày nữa là mẹ ơi cho con vô phòng ẩm em chút xíu là vô phòng mà ẩm em ngọn khơ. Cái hình đó là hai anh em ẩm ngọn khơ. Ờ, em coi chị có gửi cho em cái tấm hình hai anh em nó ôm. Dạ. Trời ơi nhìn thấy thương. Là lúc đó là nó mới có đèn cái đó. Mới đâu 6 tuổi mấy. Ừ. Cái nó 6 tuổi mấy. Chào. Đeo cái đó. Rồi. Thì Phát con nặng đó 6 tuổi mấy hả? Dạ. Đeo cái là lúc đó. Em quá lúc trời. Em này, dạ em đó. Dạ nay Phát 7 tuổi hả? Dạ hôm nay bé dạ. 7 tuổi. Anh ngứa mà không cho anh gãi anh quậu à. Nó mà không ngứa là nó đỡ. Dạ. Nó tỉnh táo hơn. Nó không nhớ là nó giỡn hết, nó nằm nó giỡn hết xuống. Dạ mẹ muốn sao? Thôi được rồi. Nóng dữ ạ. Coi cái mặt. Mặt quạo lên. Nhà mặt chú quạo dữ ạ. Ừ. Cái mặt quạo đâu, cái mặt quạo chú coi kìa. Đi ghê á. Không cho trọng tay này mà dịch tới đây kia. Đừng coi. Cái móng nó nở xích ra. Ủa, ghê quá, ghê quá. Đúng, chú ghê luôn. Nó nhẹ đó. Nha. Nghe. Nghe. Là gì cũng cản anh á, bất nè. Mình. Nè, 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 mày chọn. Này nè mày. Nhưng mà nó đang khó chịu mũi dạ. Gãi gãi cái mũi không? Cho nó. Chậm đỡ đi. Nó ngứa trong đó. Dạ. Ngứa bên trong của mũi đó. Đang ngứa bên trong á, khó chịu trong đó. À, cũng biết dơ ra để cho lâu á. Phát chưa ngón tay đi giờ đi. Ok đi. Lai okay, đi, ok lai đi. Ok chú ơi.
Ok với chú đi, ok nè. Ok. Ok chú đi, ok, okay sao đi. Quên ở à, bên okay. Đây, đưa tay bên đây nè. Ok ok. Đưa tay bên đây cho chú nè. À, để, muốn đang muốn ngấy mũi mà, ok gì mệt quá. Dễ quá. Ngứa hết người cả nhà, khó chịu lắm chứ không phải đơn giản đâu. Đau quá đít. Rồi chút ẩm lên nằm nha. Đau cái đít nè. Đau cái đít nè, lâu rồi đau. Đau. Lâu rồi đau cái đít. Trời ơi. Đau quá đít. Bị nói được, bị nói được. Ủa, anh chị không? Bé nó bị mẹ đau, nó không biết gì vậy, anh đừng có quậy nó ha. Dạ. Dạ, tại vì nó đâu có biết gì đâu. Dạ. Mình đâu cũng dùng cái tình thương để mình chăm sóc em nó con nó. Cha hả? Cha hết tóc, cái cha vô. Mẹ ảnh đâu nổi rồi đây. Ghét nữa chưa? Ghét. Thôi cả nhà. Mẹ đang gãi chân ở đây, ghét lên đây để cho gãi sướng à. Đã. Gãi cho chú cái ở trên, nó gãi trên. Đỡ chưa con? Bằng làm cha làm mẹ thấy con mình như vậy xót xa. Tụt xuống nó té. Hồi anh chọc mẹ tụt xuống luôn. Rồi đẩy vô đi. Kéo con lên. Kéo con lên. Ây da. Đau cái đứt. Dán đi con. Chắc là ngồi lâu không mỏi. Dạ. Bắt đầu đau á. Nghe chị với em ẩm nó lên đi. Dạ em ẩm được không? Em ẩm nó nổ. Bình thường mình ẩm sao thì em phụ ẩm thêm. Dạ cha nó ấn lên cái mỏ mình là sợ mình khiêng nó lên nó đau. À, để cha nó để cha anh cắt tóc xong đã. Sáng giờ mới được có người khách. Sáng giờ mới có người khách hả? Dạ. À, sao tại vì từ ngày bé bệnh tới giờ máu nó chạy đi cho không còn khách nữa. Dạ, mình thì mình cứ đóng cửa mình đi miết thì người ta cứ nghĩ là thôi bây giờ mình lên chắc cũng đóng cửa thôi đi qua chỗ khác. Dạ. Nó là làm ăn mình đóng cửa miết là nó cũng khó cả nhà. Dạ. Mới là cũng đi tới khám nó cũng đóng cửa, người ta cũng chạy lại chạy biết rồi người ta cũng nản. Dạ đúng rồi. Cũng nản. Đi lại cái thấy đóng cửa, đi lại cái thấy đóng cửa rồi người ta đi hết chỗ khác. Dạ. Mai đây mẹ gõ cho. Mỗi lần ẩm lên ẩm xuống là phải hai vợ chồng hả? À là anh ẩm mới được hả? Vậy hả? Ui dù trà. Mà cũng hàng ngày mà cũng lâu lâu cho bé ngồi vậy cho nó thoải mái một chút hả? Dạ. Kéo xích vô không chị? Anh nằm nó lỡ lăn lăn lên nè. Ây da. Chói mắt không? Để nằm hướng này chói mắt không? Đầu không nhóm lên được. Anh cắt tóc hả? À, anh đi cắt đi anh đi. Anh Phong đang cắt tóc ở ngoài kia. Sao? Đi mà cái triệu chứng đi ra máu nó cũng nguy hiểm lắm cả nhà. Tại vì nó ở trong nó phải có cái gì đó thì nó mới bị như vậy. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Bữa nay là em có việc em chạy ngang qua đây tới thăm hỏi thăm sức khỏe của anh chị với lại bé Phát xem thử tình hình như thế nào ha. Bây giờ thì em chúc cho gia đình của mình là luôn luôn khỏe mạnh nha. Và có thể là
chăm sóc cho bé cho tốt ha. Dạ. Còn em chúc bé là hữu duyên với Mạnh Thường Quân ở trên kênh để có thể giúp được ít nhiều gì đó cho mình. Tiền đơn giản là tiền sang xe. Dạ. Xe cộ đi tái khám đồ này nọ cho bé. Chưa một lần đi ba người lên trên đó xong rồi đi về thuê xe cũng rất là nhiều. Như một chuyến đi vậy là hết bao nhiêu anh? 2 triệu đi về hả? Thì đó cả nhà, nhưng mà anh chị phải đi hết rồi để giữ cho bé nữa, rồi làm giấy tờ rồi các thứ nữa, bỏ công bỏ việc đi chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Rồi còn một em bé đang ẵm kia nữa, được mấy tháng rồi ta? Dạ được 10 tháng mấy. À đó, rất là nhỏ luôn, cũng cần tiền sữa, tiền tã, tiền bỉm nữa. Đó, nhưng mà bây giờ anh chị cứ đi miết như thế này thì đâu làm gì được đâu. Thôi được rồi, bây giờ bốn chị quay lại một chút cập nhật cái tình hình của bé Phát cho cả nhà cùng biết thôi ha. Còn bây giờ thì bốn cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, hẹn gặp lại ở video lần sau. Em cũng xin phép đi về anh chị ạ. Dạ. Em vô, em chạy ngày hôm qua thì ghé vô thăm bé Phát một xíu gì đó. Dạ. Dạ. Chú về nha Phát nha. Bye bye con ha. Bye bye chú đi không? Bye bye Phát nè. Phát bye bye. Phát bye bye ông bà ha. Mong ông bà là có thể giúp đỡ được con ít nhiều ha. Bye bye nha. Rất là thương đó cả nhà.